Cái như thánh lễ bữa nay xong rồi bà con. Bữa nay mới bắt đầu thứ năm, còn thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nữa bà con. Thì may mà làm phóng sự cho bà con coi bữa nay là lễ chú phục sinh ở lễ phục sinh ở ở nhà thờ kính đó bà con. Nhà này lớn nhất, nổi tiếng nhất Nam Cali á. Bà con xa gần có về Nam Cali nhớ ghé nhà thờ kính nha bà con. Nhà thờ này nổi tiếng á. Thì này chấp hành luôn đừng cái làm cái niệm mấy cha với lại mấy đứa bé chấp hành làm cái niệm. Rồi nó tóm lại thánh lễ bên này là xong rồi đó bà con. Ngày mai em rảnh em lại đây làm phóng sự tiếp cho bà con coi tiếp ngày thứ nhì của lễ phục sinh ở nhà thờ kính nha bà con. Em cũng cảm ơn tiệm em cũng cảm ơn tiệm nước trái cây Chu Bi bảo trợ chương trình phóng sự hôm nay nha bà con. Tiệm Chu Bi ở thành phố Garden Grove, ở trên đường Garden Grove, ở giữa Brockhurst với lại đường Gilbert, ở trong khu QT Golden Marketplace bà con, của QT Entertainment bà con. Thì ở chỗ đó tiệm nó cũng bán đồ nước trái cây nổi tiếng, đặc biệt là bơ dầm với lại sầu riêng, đệ nhất bơ dầm với sầu riêng bà con, với lại nổi tiếng lắm ăn là bá đảm ghiền, với lại dừa sáp đó bà con, đặc biệt món dừa sáp nổi tiếng lắm bà con. Thì cảm ơn tiệm Chu Bi bảo trợ bữa nay chương trình phóng sự, chương trình bữa nay ha. Và nguyện cầu Thiên Chúa tất cả ba ngôi ban phước lành xuống cho tiệm gặp nhiều may mắn, với là nguyện cầu Thiên Chúa ban phước lành đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới được hòa bình thế giới, mọi người hạnh phúc yên vui và may mắn, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Và cảm ơn các ngài nhiều. Dạ, đây là nhà thờ kính đó bà con, nổi tiếng nhất Nam Cali. Bà con xa gần mà có về Nam Cali nhớ ghé qua nhà thờ kính bà con. Nhà thờ kính này ở góc đường Chapman với lại đường Lewis. Nhà thờ kính là Chris Cathedral là nổi tiếng nhất Nam Cali bà con. Toàn bộ bốn phía là kính không. Thì em tường trình vậy cho bà con biết chương trình lễ phục sinh ngày đầu tiên của nhà thờ kính của bà con. Và A Di Đà Phật. Xin lỗi các ngài nha, bữa nay tại vì em cũng là đạo em bên đạo Phật. Bởi vì mà em bữa nay ngài đại trọng bên đạo Công giáo thì em muốn quay để làm kỷ niệm, làm phóng sự đó mà. Nhiều khi đôi lúc em nói ha này kia nọ em không biết nói đúng này kia nọ, rồi xin bà con thông cảm bỏ qua cho. Và tại vì em cũng không có rành gì bên đạo Công giáo nhiều. Dạ cảm ơn bà con nhiều, có gì bà con xin bà con ủng hộ em ha, chương trình phố Calibosa TV số 9 đó bà con. Dạ cảm ơn bà con nhiều. Dạ thôi cũng chiều cũng lạnh rồi bà con, dạ em còn phải đi show khác nữa, có gì bà con hơi nhớ ủng hộ em nha bà con, phố Calibosa TV số 9 đó bà con. Thank you. Nhà thờ này rộng lắm bà con, to lớn, thật là to lớn luôn. Dạ thì thôi giờ em về bà con, có gì gặp bà con sau ha.
Dạ, yeah, thôi bye bye. Cái gì mai em rảnh em lại đây em phóng sự làm ngày thứ hai nha bà con. Dự lễ ngày thứ hai. Bữa nay là ngày lộc từ ngày lễ đầu tiên thôi. À, ngày lễ đầu tiên hình như tới 4 ngày luôn. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Dạ, yeah, ok, thôi bye bye bà con nha. Dạ. Yeah. Nhà thờ rất là đẹp nha bà con. Đây là một con chỗ là khu du lịch nổi tiếng ở Nam Cali đó bà con. À. Thôi bye bye bà con nghe, chúc bà con mạnh khỏe ha. Dạ yeah, bye bye. Thank you. Nhớ ủng hộ nha bà con, phố Cali Bồ Sa TV số 9 nha. Cảm ơn tiệm Chubi ủng hộ bảo trợ chương trình phóng sự bữa nay nha, nhất là cô Suka nha. Bà con ủng hộ cô tiệm ngon lắm bà con, bán nước nhiều cũng chắc cái ngon lắm. Ok, thôi bye bye.